chó cục cái miệng nước miếng đâu nè, nè giơ tay giơ tay giơ tay giơ tay giơ tay, giỏi cái tay này, ngồi giỏi cái tay ngồi mà còn lúc lắc lung lơ lung lửng, giơ tay đi, đó 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 đó, ngồi lên ngồi lên ngồi lên ngồi lên, giơ tay đi giơ tay, cười nước miếng kìa, miếng miếng miếng. Giơ tay bà cho ăn bánh đóng dấu đánh trên đầu cái chốc, cái tay đi cái tay. Việc tự sự bám đảo của người dân Long Sơn phụ thuộc khá nhiều vào nghề nuôi cá lồng bè. Dòng sông Rạn ngày ngày gắn bó khá mật thiết với đời sống của bà con nuôi tinh nơi đây. Những bạn bè nuôi cá bằng hồ sâu đều tuân thủ. Né hả? Né hả? Quýnh nữa nè. Quýnh, 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 quýnh. Quýnh người hồng hai mà má nó hồng này nè. Họ tạo thành một làng bụi. Quýnh này của má nó lòng đây nè. Đấy hả? Đấy hả? Quýnh thêm canh nữa nè. Làng bè nuôi cá này có khoảng 40 bè cá nối liền nhau. Những bè cá được làm khá đơn sơ với các vật liệu dễ tìm như thùng phi nhựa, cướp nhỏ và lưới. Quýnh cái nữa nè. Ngó nè, quýnh cái nữa nè, quýnh như này nè, quýnh như này nè, quýnh như này nè, quýnh như cạm nữa nè, quýnh cạm nữa nè, quýnh 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 cái cạm nữa nè, quýnh 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 cái cạm nữa nè. Rồi Hello. Hello. Không ai bên nó ráo mà ngồi là để ngồi chế. Ngồi đi. Thôi ráng chơi một mình đi. Tự lực đi cho nó quen nè. Ngồi thẳng lưng lên coi nè. Thẳng lưng lên. Ừ, đó, vậy đó.